là thủ đô phồn hoa của cả nước. Vậy nên, không có gì lạ khi nhịp sống của Hà Nội lại nhộn nhịp, tất bật. Tại đây, có những trái tim chất chứa nhiều hoài bão, nỗ lực không ngừng với mong muốn khẳng định giá trị bản thân. Họ khao khát về một tương lai tươi sáng, một tổ ấm hạnh phúc vững bền. Và những khao khát đó sẽ được hiện thực hóa tại Techco Diamond. Techco Diamond, đón tương lai, tỏa hạnh phúc. Techco Diamond tọa lạc tại khu vực lõi phát triển mới của Thanh Trì, khu vực cửa ngõ thủ đô, với quỹ đất rộng lớn, hạ tầng giao thông, xã hội ngày càng hoàn thiện. Cộng hưởng với việc Thanh Trì lên quận trong năm 2023 đã nhanh chóng thổi một làn gió mới, biến nơi đây thành một trong những trung tâm mới sôi động tại phía nam Hà Nội. Techco Diamond được định hướng là một biểu tượng phồn thịnh mới của Thanh Trì và là dự án hạt nhân đánh dấu mốc phát triển của khu vực phía nam thành phố Hà Nội. Sản phẩm được tạo ra từ tâm huyết của chủ đầu tư, tổng công ty Techco Hà Nội. Techco Diamond sở hữu vị trí đắc địa gần các tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 1A, đường kết nối Pháp Vân, cầu Rẽ, vành đai 3, đường 3.5 đi cầu Ngọc Hồi, tuyến số 1 metro Ngọc Hồi, Yên Viên, Như Quỳnh. Cư dân nơi đây dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực như trường học, bệnh viện, công viên cũng như các điểm đến tại trung tâm thủ đô và những tỉnh lân cận. Là biểu tượng sống tại Thanh Trì, mang đến khởi đầu thịnh vượng và đánh thức hạnh phúc tại nơi đây. Techco Diamond khởi tạo giá trị vững bền, hạnh phúc vĩnh cửu. Techco Diamond bao gồm 2 tòa căn hộ với 25 tầng nổi và 2 tầng hầm, số lượng 15 căn hộ mỗi tầng. Trong đó có 2 tầng kiosk thương mại sầm uất, hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm mua sắm, giải trí mới của Thanh Trì. Techco Diamond với diện tích căn hộ hợp lý từ 62,6m² đến 105,8m², phong cách thiết kế hiện đại, tràn ngập ánh sáng tự nhiên với 2 ban công xanh mát. Techco Diamond sẽ là chốn về mỗi khi ta mệt mỏi, ngăn cách chúng ta khỏi ồn ào, khói bụi và lo toan, để đắm chìm trong không gian thư thái, là tổ ấm hạnh phúc mà mỗi người hằng mơ ước và là tiền đề để ta yên tâm rảo bước tới đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Đến với Techco Diamond là đến với những trải nghiệm tuyệt vời về một cuộc sống hiện đại, năng động và những giá trị tiên phong nhất tại Thanh Trì với những tiện ích độc bản. Độc bản bởi Lighting Garden, khu vườn ánh sáng theo phong cách châu Âu độc đáo, duy nhất tại phía nam Hà Nội. Độc bản bởi Diamond Street, con đường kim cương thơ mộng, lãng mạn. Độc bản bởi Happy Garden, khu vườn trong nhà đầu tiên tại Hà Nội, mang đến cuộc sống xanh và không gian vui chơi cho trẻ. Độc bản bởi bể bơi vô cực duy nhất tại Thanh Trì với tầm view đắt giá, cùng hơn 40 tiện ích cao cấp khác, mang đến cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp và hạnh phúc trọn vẹn. Techco Diamond, bản hòa ca cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc cho cư dân tinh hoa.